đem quân xâm lược Mỹ vượng biên giới thủ đánh úp tại Bản Doành. Nhà sản xuất xe điện Biden của Trung Quốc dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện quy mô khoảng 100 hectare tại khu công nghiệp Phú Hà thuộc tỉnh Phú Thọ của Việt Nam. Hiện nay, công ty Biden là công ty xe điện có doanh số lớn nhất thế giới, vượt qua cả Tesla nếu tính luôn dòng hybrid. Đây là hãng xe đang trên thị trường thế giới nổi lên rất nhanh. Họ đã đứng vững tại thị trường nội địa Trung Quốc với 1,4 tỷ dân và đang từng bước phủ sóng tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan, thương hiệu xe điện này đã trở nên phổ biến. Chỉ mới một vài năm qua, xem như thị trường Thái Lan đã chấp nhận thương hiệu này. Vừa bị sa lầy tại thị trường Mỹ, VinFast đã bị đối thủ tấn công ngay tại thị trường nội địa. Với doanh số vượt qua cả Tesla, nhưng hãng Biden vẫn chưa tiến vào thị trường Mỹ mà đang tìm cách chiếm lĩnh các thị trường dễ tính trước. Hồi đầu năm nay, đại diện của Biden trả lời phỏng vấn của truyền thông rằng hãng sẽ xác định địa điểm đặt nhà máy ở Mexico trước cuối năm nay và sẽ sản xuất khoảng 150.000 chiếc xe mỗi năm. Được biết, Mexico là thị trường 125 triệu dân và cũng khá tương đồng với thị trường các nước phát triển, nhưng lại là quốc gia nằm trong khối Hiệp định Thương mại Tự do Thương mại Bắc Mỹ. Việc đầu tư nhà máy tại Mexico sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì họ không áp đặt nhiều tiêu chuẩn khắt khe như Mỹ. Ví dụ tiêu chuẩn về môi trường. Hơn nữa, nhân công ở Mexico cũng rẻ hơn nhân công tại Mỹ, nên xe sản xuất ra sẽ có giá thành mềm hơn xe sản xuất tại Mỹ. Phạm Nhật Vượng đem quân đổ bộ sang Mỹ mà không nghiên cứu thị trường, không chuẩn bị kỹ, giờ đây đã sa lầy. Vốn cần thiết để xây dựng nhà máy và duy trì hoạt động vẫn chưa huy động đủ. Giả sử VinFast có thể huy động đủ vốn để xây nhà máy tại Mỹ, thì xe VinFast sản xuất ra cũng bị đội giá vì chi phí sản xuất rất cao. Trong khi đó, Biden sản xuất xe tại Mexico rồi xuất sang Mỹ sẽ có ưu thế hơn rất nhiều về giá. Hơn nữa, xe sản xuất ra rồi bán ở thị trường Mexico cũng là giải pháp tốt. Như vậy, trong khi Phạm Nhật Vượng Mỹ tiến, thì tại Việt Nam, sân nhà của VinFast đã bị Biden lăm le tấn công. Biden đã khẳng định được vị thế tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác, họ có thể hoàn toàn an tâm khi xâm nhập thị trường Việt Nam, bởi thị trường Việt Nam không thể khó hơn thị trường Thái Lan. Giả sử Việt Nam không chuộng xe Biden thì các thị trường khác trong khu vực sẽ tiêu thụ các xe này. Hàng Trung Quốc luôn có lợi thế cạnh tranh về giá so với hầu hết các nước trên thế giới, do đó việc cạnh tranh về giá với xe Trung Quốc là bất khả thi. VinFast chỉ có thể cạnh tranh bằng chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng xe VinFast lại là một câu hỏi to tướng với quá nhiều thông tin bất lợi. Thay vì tiếp thu góp ý, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng xe, thì ông Vượng lại chỉ quan tâm đến việc dập tắt những thông tin tiêu cực về VinFast. Đây là một điểm trừ rất lớn đối với VinFast trong ấn tượng của một khách hàng và đối tác. VinFast đang gặp khó khăn trong mọi thị trường bởi chiến lược sai lầm của ông Vượng. Chưa biết Biden có được người Việt Nam ưa chuộng hay không, nhưng có một bất lợi rất lớn với hãng xe Trung Quốc, đó là người Việt Nam rất ác cảm với hàng hóa, đặc biệt là xe giá rẻ có nguồn gốc tại Trung Quốc. Nguyên nhân là hàng Trung Quốc chất lượng quá thấp, thường xuyên hư hỏng. Cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, xe Trung Quốc đã làm cho người Việt Nam tởn tới già vì chất lượng quá tệ và gây nguy hiểm cho người sử dụng, mặc dù giá của nó rất rẻ. Không biết Biden có thuyết phục được khách hàng Việt Nam bỏ qua cảm thương hiệu với Trung Quốc hay không. Để làm được điều này, cần có chiến lược marketing đúng đắn, lâu dài và bền bỉ. Tuy nhiên, dù người Việt Nam không chuộng xe tàu, thì Biden vẫn có thể xuất xe của họ sang các nước Đông Nam Á kế cận với chi phí không quá cao. Đấy là sự khác biệt trong chiến lược xây dựng nhà máy của Biden và VinFast. Biden để lại đường lùi cho mình, còn VinFast thì không. Đã tham gia sân chơi toàn cầu, thì VinFast cần xây dựng hệ thống phân phối và hậu mãi riêng, chuẩn hóa trên toàn cầu như các hãng xe lớn trên thế giới vẫn đang làm. Nếu cứ chỉ dựa dẫm vào lòng yêu nước, thì VinFast không thể đấu nổi với Biden ngay trên sân nhà. Bởi hãng này đã thực hiện hệ thống phân phối và hậu mãi đạt tiêu chuẩn trên toàn cầu. VinFast cần phải thay đổi nhiều thì may ra mới không bị mất thị phần trên sân nhà.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Đem quân xâm lược Mỹ, vượng với đối thủ đánh úp đại bản doanh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tô buôn quyền lực bằng gì? Chưa có chế độ nào mà những điều xấu xa, tệ hại của quan chức lại được bao che như ở Việt Nam. Cụm từ bí mật nhà nước đã bị biến tướng, nghĩa gốc của cụm từ này chỉ những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia thuộc diện cần phải bảo mật. Tuy nhiên, ở chế độ này, sức khỏe lãnh đạo cũng được diện vào bí mật quốc gia. Lãnh đạo cấp cao, mua quan bán tước hay tham ô, tham nhũng cũng được liệt vào diện bí mật quốc gia. Trước đây, việc Tô Lâm dính líu đến vụ mobile phone mua AVG được ông Nguyễn Phú Trọng chỉ định đưa vào diện bí mật quốc gia, nên đã cứu Tô Lâm một bàn thua trông thấy. Cho đến nay, báo chí vẫn được lệnh không dám hé răng về bất kỳ trường hợp quan chức mua quan bán chức nào. Năm 2017, bà Châu Thị Thu Nga khai đã chạy vị trí đại biểu quốc hội với giá lên tới 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an chỉ cung cấp cho báo chí thông tin là bà Nga mua vai trò đại biểu mà không hề cho biết người bán là ai. Được biết, bà Châu Thị Thu Nga là doanh nhân. Tại thời điểm bị bắt, bà là chủ tịch Hosting Group. Bà Châu Thị Thu Nga, người từng chi tới 30 tỷ đồng để mua ghế đại biểu quốc hội tại Việt Nam. Đấy là việc dân mua tước thì nhà nước chỉ công khai phần dân, còn vị quan tham nào bán tước cho bà Nga thì được xem là bí mật. Đấy, đảng ta khôn như vậy. Nguyên nhân là nếu cho phép công khai cả người mua lẫn người bán, thì có lẽ như ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói là lấy ai làm việc. Bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một thị trường mua quan bán tước sôi động nhưng được giấu kín. Đặc biệt, thị trường này là sân chơi dành riêng cho quan chức, không có phần của thường dân nên được bảo mật hoàn toàn. Dù hầu hết quan chức từ cấp thấp đến cấp cao đều có lý lịch đỏ nhưng vẫn cần phải có tiền để mà chạy trọt, để lên chức cao hơn nữa. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho quan chức phải nặn dân cho ra tiền để mua quan bán tước. Có quyền lớn chỉ cần ký giấy thuyên chuyển là có tiền. Bất kỳ quan chức nào ngồi vị trí được quyền ký giấy tờ trên đều có thể bán tước được với số tiền kiếm ra khổng lồ. Đấy là thị trường buôn bán quyền lực cấp trung và cấp thấp, còn ở cấp cao, đặc biệt là tứ trụ thì họ dùng quyền lực để buôn quyền lực. Bởi lên đến vị trí này ai cũng đã quá giàu, có quá nhiều của chìm của nổi nên họ chỉ cần quyền lực. Hơn nữa, khi đã có quyền lực thì họ cũng sẽ có tiền bạc với số lượng rất lớn. Như Tô Lâm, ông ta đang khai thác tối đa quyền lực của mình trong Bộ Công an để chiếm cho bằng được ghế tổng bí thư. Ông Võ Văn Thưởng chính thức mất chức vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, nhưng đến nay các tay buôn vẫn chưa ngã giá xong về việc chọn người kế nhiệm. Dự kiến là đến hội nghị Trung ương 9, các bên lại tiếp tục ngã giá gay gắt về vị trí cần thiết trong Bộ Công an và trong ban bí thư. Mọi chiêu thức đều sẽ được các phe tung ra hết để quyết giành cho được ghế mong muốn. Ở mâm này dùng tiền cũng không ăn thua. Tô Lâm đang dùng hết quyền lực hiện có để lấy cho bằng được chức tổng bí thư. Hiện nay Tô Lâm vẫn đang tăng cường bắt bớ. Ông vẫn làm những điều mà ông ta đã làm trong 8 năm qua để phục vụ cho công tác đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên, lần này có vẻ như mọi chuyện đã khác hơn xưa rất nhiều. Ông Tô Lâm không còn thực hiện theo mệnh lệnh của kẻ khác mà là thực hiện theo ý đồ riêng của ông. Tay buôn Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng những bí mật của các đồng chí đem ra chồng lên bàn để mà đàm phán, để đưa ra yêu sách của ông. Chưa biết những tay buôn khác sẽ ra giá gì. Có lẽ họ cũng phải dùng tương quan quyền lực để ngã giá cho các chức tước, không thể dùng tiền. Nếu dùng quyền lực cá nhân chưa đủ thì họ sẽ vận dụng đến quyền lực nhóm. Ngay Tô Lâm cũng đang dùng quyền lực nhóm, chứ không phải một mình ông đơn thương độc mã. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh nếu liên kết thì có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị,
19 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên dự khuyết. Không biết nhóm này có thể thắng được cuộc đua bán mua với Tô Lâm hay không. Tô Lâm và các nhóm đối thủ đều đang tìm mọi cách để giành ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, liệu họ chỉ dùng quyền lực để mua quyền lực hay dùng cả nhân mạng để mà mua bán đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô buôn quyền lực bằng gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.